của thương hiệu Elecon. Elecon là một thương hiệu phụ kiện tại Nhật Bản rất là nổi tiếng. Các sản phẩm của thương hiệu này hiện đang được phân phối tại Việt Nam bởi công ty Song Tấn. Tại sao mình gọi nó là miếng chia đa năng? Bởi vì ngoài việc chia phủ bàn phím trên laptop thì nó còn được sử dụng trong nhiều trường hợp khác. Ví dụ như bạn muốn chia phủ remote TV, máy tính nhỏ, máy phát hoặc là máy in đều có thể sử dụng được. Nói chung loại bàn phím này sẽ sử dụng bảo vệ thiết bị của các bạn khỏi bụi bẩn ha. Thì kích thước của miếng che đa năng này là phù hợp cho dòng laptop từ 11.6 đến 14 inch, hoặc mình có thể sử dụng cho các sản phẩm khác với kích thước của sản phẩm là 35cm nhân cho 25cm ha. Bây giờ mình sẽ khui sản phẩm này ra để sử dụng test thử cho các bạn xem nhé. Đây là sản phẩm của chúng ta. Sản phẩm của chúng ta có bề mặt hơi nhám, tạo cảm giác êm tay khi mình sử dụng, chống trơn trượt ha. Thì các bạn có thể nhìn mặt phía sau này, nó chia ô ra từng ô nhỏ. Thì mình sẽ đo với lại phù hợp với lại kích thước của sản phẩm hoặc là thiết bị mình muốn sử dụng để cắt và dán lên bề mặt sản phẩm của mình ha. Ở đây mình có laptop, rồi mình sẽ tiến hành đo và cắt dán. Ở đây mình có thước dây ha, thì mình sẽ tiến hành đo cái sản phẩm bàn phím của mình. Sau khi các bạn dán xong thì các bạn miết lại các đường nét cho thẳng để tránh cái bụi lọt của các kiểu của sản phẩm của mình ha. Sản phẩm rất là tiện lợi và dễ sử dụng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này và hẹn gặp lại các bạn.